thực trên vậy. Từ nay, người hóa xa ít nói, danh tính thực sự hóa xa là một con ma ngạ quỷ chuyên ăn thịt người. Và trong thế giới này, thực chất có rất nhiều con ngạ quỷ, chúng không giống như con người, nhưng nội tạng của chúng hoàn toàn khác với con người. Thực phẩm mà con người có thể ăn, hoặc là sinh số chúng có thể ăn, và thức ăn của chúng là con người. Ngoài ra, khi con ngạ quỷ lớn, mắt chúng sẽ chuyển đỏ lên, và một bộ phim tạo gọi là carbon sẽ phát triển trên cơ thể trong khi chúng lớn. Vanity, để biết được sự thật, nhìn cô Rai với đôi mắt đỏ ngay trước mặt mình, và đôi mắt đỏ. Khi thấy người ta đi về phía mình, anh sợ đến chết. Anh ta vội vàng chạy trốn, nhưng ngạ quỷ đã dùng tay đâm để đâm xuyên cơ thể anh ấy. Ngay khi số phận của anh ta xuất hiện, rất nhiều chiếc tấm rơi xuống từ cơ thể bên trên, bắt con ngạ quỷ vào chết. Anh ấy biến mất những người máu và rơi vào trạng thái hôn mê. Anh tỉnh dậy trước bảo vệ và người lo sợ, với lòng tình nhân vật, khá chạy mà lỡ đã khiến người một bác sĩ bị thương. Bác sĩ đã lấy bộ đạo của con ngạ quỷ tấn công cơ thể liên quan và tế bào cơ thể anh. Mặc dù bác sĩ đã cứu anh ta, đồng thời cũng biến anh ta thành một loài nửa người nửa quỷ, được gọi là ngạ quỷ. Khi trở về nhà, anh bắt đầu cảm thấy chán ăn với nhiều loại thức ăn khác nhau, thịt bò và bánh mì có vị như tâm và hương vị. Anh luôn rất là say khi ăn, nhưng nếu cảm thấy đói sau một thời gian dài khi ăn, vì vậy anh muốn ra khỏi nhà. Khi cảnh bắt đầu, anh nhìn mọi loại người trên đường phố và hải nước xã, đột nhiên anh ngửi thấy một mùi hương hấp dẫn. Vì vậy, anh đã chạy đến chỗ có mùi hương vị đó. Trong một con hẻm tối, anh ấy nhìn thấy một con ngạ quỷ đó. Con ngạ quỷ này đã bị Kaneki làm cho sửng sốt. Hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ ve vì đói của Kaneki. Hắn càng nói Kaneki muốn đi để xin ăn. Vì vậy, hắn đã ném một cánh tay đang ăn dở cho Kaneki. Chính sách của người thì đúng là vì nhạc quỷ sao vậy đã. Anh đã đưa vào chính cà phê
nhỏ thì và họ bắt đầu hành động. Inami chuẩn bị rời khỏi đây với mẹ của cô ấy để tìm một nơi ở mới. Và trên đường đi, Eamon và Mado xuất hiện. Dưới sự bảo vệ của mẹ, Inami đã trốn thoát và người mẹ bị giết một cách dã man. Toka đã rất tức giận khi biết chuyện. Cô ấy không hiểu tại sao họ chỉ muốn sống mà không được phép. Vì vậy, cô quyết định đi một mình tìm kiếm và để giết hai sứ con kia. Tới nơi, trước lúc cô giúp bạn đi cùng hắn không liên quan gì đến chuyện này, Eamon giận dữ nhìn đồng đội chết. Vì vậy, đã chiến đấu với Toka. Hai người mới chơi được vài hiệp, Eamon đã hành sắc mặt lời. Ngay khi Toka chuẩn bị giết hắn ta, Mado xuất hiện kịp thời và đánh bị thương cô. Đối mặt với người đàn ông có kinh nghiệm chiến đấu hơn mình, cô chỉ có thể phòng thủ, cuối cùng bỏ cuộc cả chiến thắng để đánh thắng cà phê với bộ dạng bị thương. Kaneki nhìn thấy cảnh này, chỉ vậy anh đã bắt đầu Toka rồi anh lấy cách chiến đấu. Dưới sự đào tạo của Toka, Kaneki dựa vào khả năng tự phục hồi kịp thời của ngã quỷ, không ngừng vượt qua giới hạn của mình phải, dần dần thần phục các kỹ năng chiến đấu và có thể điều khiển cao hơn của chính mình một cách hoàn hảo. Và liên tiếp Eamon cũng thường buồn bã vì sự xuất sắc của đồng nghiệp, rèn luyện bản thân một cách hiệu quả. Một trận chiến đắn đo ở phía trước, cô bé cảm thấy mùi vị của cha mẹ mất ngày nào nay có hơn bị căng thẳng. Cô lần theo mùi để tìm về quá khứ và cô đã bắt phải cái bẫy do mang vào không gian. Hắn không giết cô bé trong lần bắt đầu tiên, nhưng giống như một con mèo và một con chuột khi con mồi rơi vào tổ chức của đường cùng. Ngay lúc đó Toka đã xuất hiện và đến cứu cô bé kịp thời. Đồng thời Kaneki đến chặn tay mình, người đã sẵn sàng đến hỗ trợ đồng đội đánh tan. Như vậy hai bên đã chiến đấu quyết liệt. Toka bị đá để đối xét chưa ổn. Hắn ta là một điều tra viên tốt. Hắn rất mạnh và vũ khí Kagun mà hắn sử dụng nó được làm bởi da của cô bé. Kagun của mẹ cô bé, nó cũng được hắn chế tạo thành vũ khí. Vũ khí Kagun đánh cho Toka bầm dập. Cô bé đau lòng đã đánh thức Kagun của cô ấy. Cô sự tiếp tục hoàn hảo của bố mẹ cả tấn công và phòng thủ. Ngay khi hắn phải thoát lên rằng cô bé thật ngồi lòi, một cuộc tấn công đã đến chặt tay và chân hắn ta. Nhưng ngay cả như vậy, lòng tốt của bé vẫn chưa sẵn sàng giết người. Và cuối cùng Toka đã biết về công việc của Mado và cổ hắn ta. Ở phía bên kia, cuộc chiến giữa Kaneki và Eamon cũng vô cùng khốc liệt. Kaneki đeo mặt nạ trông rất ngầu đẹp trai. Ngay lập tức Eamon cũng lấy vũ khí Kagun của mình ra. Đó là một cái cổ khổng lồ có thể xoay tròn. Hai người chơi qua chơi lại. Cuối cùng, sau khi Kaneki cắn một miếng thịt của Eamon và nhận năng lượng, Eamon bị đánh bại. Nhưng Kaneki không giết anh ta và anh đã thoát cho sự bất công của thế giới này. Sau đó Kaneki rời khỏi hiện trường, gặp gỡ Toka và những người khác. Cả ba dìu nhau trở lại quán cà phê. Nó vẫn bình lặng và yên bình như ngày nào. Nhưng mà sáng cuối cùng Coca-Cola thật đơn giản, người Coca-Cola quyết định chơi ván này một lần nữa không chơi tôi nhỏ như mấy ghê thật, gọi là mùi một luôn. Nhìn này. Cả đêm không ngủ được, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm
tạo nhà hàng. Hắn đã đặc biệt chuẩn bị một cuốn sách mà Kaneki yêu thích. Ngay khi Kaneki đang vui vẻ xem, hắn tự nhiên như rồi sử dụng đầu ngón tay của hắn để tạo một vết cắt trên bàn tay của Kaneki. Sau đó, hắn nhanh chóng xin lỗi. Kaneki nói không có gì và hắn yêu cầu dùng khăn tay để băng vết thương để cầm máu. Và Kaneki tiếp nhận chiếc khăn tay của hắn. Một lúc sau máu mới ngừng chảy. Gã khéo léo nhanh tay xin lại chiếc khăn. Nhìn chiếc khăn tay nhuộm máu của Kaneki, hắn không thể kiềm chế bản thân. Nhân danh đi giặt khăn tay, đến nhà vệ sinh một mình, đứng trước gương nhà vệ sinh. Hắn nhiều lần muốn bình tĩnh lại, nhưng mùi máu và bụi của Kaneki khiến hắn sưng lên vì phấn khích. Nói với một giọng nói nhéo nhéo, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Lúc này, hắn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn. Sau đó, Kaneki đã ngồi đi đến nhà hàng hạt quỷ quân, huyền thoại cùng nhau. Kaneki lần đầu tiên vào đây, và dưới sự hướng dẫn của người đàn ông đeo mặt nạ, làm sạch cơ thể, mặc một bộ đồ đẹp. Sau đó, vào nhà hàng hạt quỷ nằm dưới lòng đất. Mọi người đều đeo mặt nạ, ở đây giống như tham dự một buổi dạ hội sang trọng. Điều đáng sợ là tất cả những người có mặt đang ăn thịt người như một bữa ăn tráng lệ. Đồng thời, ở giữa của sân khấu có một người đàn ông mạnh mẽ bị đè lên một xe, làm lễ cắt rời bàn tay và bàn chân của người đàn ông đó, đặt nó vào một cái xô sắt mà chuẩn bị nướng. Kaneki nhìn cảnh này dùng mình sợ hãi, sẵn sàng quay đầu rời đi. Nhưng tại thời điểm này, các nam lễ tân xung quanh đã bắt được Kaneki, ép Kaneki lên trên sân khấu sát chết. Sau đó, Sukiyama đeo mặt nạ bước ra, người đàn ông giới thiệu sau khi cúi chào. Tiếp theo, đây là trình diễn của hắn. Khán giả bên dưới trông có vẻ mong đợi. Sau đó, hắn bắt đầu giới thiệu Kaneki, nhưng không phải để giới thiệu anh ấy, mà hắn giới thiệu Kaneki dưới dạng một loại thành phần như một con ngạ quỷ. Nhưng Kaneki thoát lên một mùi thơm đặc biệt, thịt của Kaneki phải khác với những con ngạ quỷ khác. Khán giả ở dưới tất cả đều bày tỏ mong muốn được miếng của thịt của Kaneki. Sau đó, nam lễ tân tháo khăn bịt mắt của Kaneki và sẵn sàng cắt đứt Kaneki vì mặt tấm sáng chói đang kề vào cổ Kaneki. Và tại thời điểm này, một người nam cải thích công nam, người này không phải ai khác, đó chính là kẻ biến thái Sukiyama. Hắn nhìn thẳng vào Kaneki, đột nhiên thấy ngạ quỷ một mắt. Đúng, Kaneki thật đặc biệt. Hắn mạnh tay ném nam lễ tân lên trần nhà, máu và thịt bay tung tóe. Sau đó hắn run rẩy đưa tay ra muốn chạm Kaneki. Tại thời điểm này, trong trái tim của hắn ta, thật của Kaneki là một thứ không thể thay thế bằng bất cứ thứ gì. Thịt Kaneki không chỉ đặc biệt mà đây là loại thịt tốt nhất. Làm thế nào hắn có thể lấy nó ra và chia sẻ một cách tùy tiện được? Đột nhiên cửa nhà hàng bị đột nhập, đó là Eamon, người đã lao vào cùng với những công tố viên. Quán này đã được điều tra bởi các công tố viên từ lâu. Sau đó, cơn mưa đạn dày đã bắt đầu quét qua, giết hầu hết ma ngạ quỷ tại chỗ. Và Kaneki đã nhân cơ hội trốn thoát trong sự hỗn loạn. Kaneki quay lại quán cà phê. Kaneki vẫn đang bị sốc. Người quản lý nói với anh ta có một sự tồn tại đồ đạc giữa những con ma ngạ quỷ. Chúng có con người mạnh mẽ kinh khiếp và cảm ngu nhưng mà 11 ngu có giáo quỷ mà con khi làm được thử một học sinh. Sao học sinh này không thế? Đúng vậy, đó là tình huống Mazio, người định ăn của anh bạn thất vàng của Kaneki. Kaneki chỉ muốn bỏ đi như thế này, nhưng cuối cùng anh đã chạy quay lại và giúp đỡ Mazio. Sau khi giải thích lũ trẻ trung một cách dễ dàng, Kaneki đưa Mazio trở về nhà của hắn. Không ngờ rằng có một cô gái con người trong nhà của Mazio. Cô gái tên là Kimi. Kimi nhờ Kaneki giúp Mazio. Sau khi Mazio bị thương lần trước, anh ta không thích ăn. Tuy ăn thịt người có khả năng hồi phục mạnh mẽ, nhưng nó cũng cần phải tiếp tục ăn để có năng lượng. Nếu con ngạ quỷ không kiếm được thức ăn sau khi bị thương, thì đó vết thương sẽ khó khăn giảm. Điều này cho thấy anh chàng Kaneki của chúng ta tốt như thế nào. Kaneki đồng ý yêu cầu của cô gái, quyết định quay lại quán cà phê, mang một túi thịt cho Mizuo. Khi quay lại quán cà phê, Kaneki lấy ra một miếng thịt trong tủ lạnh, sẵn sàng mang đến cho Mizuo. Trong lúc này, chung trong quán cà phê vang lên, anh và Tuka ra ngoài kiểm tra. Mày thế lại gặp thằng level 1 luôn. Kaneki hãy bình an tới vào tối nay. Người phụ nữ vừa gặp bạn đã bị tôi bắt đi, và đừng lo lắng, tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy. Chữ ký là Sukiyama. Ban đầu là từ sau khi hắn rời khỏi nhà hàng ngạ quỷ, hắn đã